Trận đánh chiến xa thần kỳ trên đỉnh núi nhổ chốt đèo Chu Phao, tác giả Lê Quang Vinh. Quốc lộ 14 nối Kon Tum và Pleiku là đoạn huyết mạch chiến lược cần phải giữ. Chi đoàn 1 trên 8 thiết kỵ được giao giữ an ninh trục lộ và mở đường từ buôn Playboy qua khỏi căn cứ hỏa lực 42 tới phía đông bắc của căn cứ hỏa lực 41 dưới chân núi Chu Phao, qua khỏi núi Chu Thoi, đối diện núi Chu Phao, phía nam quốc lộ 14 chừng 2 km là tới đồi Sao Mai, rồi sau đó là tới Tân Phú. Đoạn đường đến đây là khá an toàn, từ Chu Phao tới Tân Phú do biệt động quân phụ trách. Rừng núi âm u, sương mù lãng đãng phủ chụp quấn quýt từng chiếc chiến xa mờ ảo. Mỗi sáng sớm, khi rừng xanh còn ngái ngủ, chi đoàn đã cho xe lăn xích rời vị trí, lục soát và an ninh đoạn đường trách nhiệm trước 8 giờ sáng cho đoàn xe tiếp tế lên Kon Tum. Thường thì việc mở đường và an ninh trục lộ do các đơn vị địa phương quân đảm trách, công việc nguy hiểm và nhàm chán, sáng đi chiều rút. Thời gian lâu không có chi xảy ra, anh em hay ỷ lại và coi thường. Từ đó, địch điều nghiêng thói quen của các đơn vị mở đường, để rồi có một ngày mưa bụi âm u, địch ra tay tấn công chớp nhoáng, thường là đơn vị mở đường bị thiệt hại nặng trong tình huống bất ngờ đó. Không theo vết xe cũ của các đơn vị bạn, tôi chỉ thị các chi đội luôn luôn thay đổi vị trí, đội hình phòng thủ an ninh cũng di chuyển luôn trong ngày, và nhờ vậy, chi đoàn đã bảo toàn khả năng tác chiến và an ninh vùng trách nhiệm trong suốt thời gian cấp trên giao phó. Cuối tháng 4 năm 1972, địch bất ngờ tập trung quân và hỏa lực tấn công và đánh bật đơn vị biệt động quân trên đỉnh Chu Phao, rồi đào hầm hố bám trụ, đóng chốt trên đó với đại bác không giật 75 ly, các loại cối và đại liên phòng không. Ý đồ của Bắc quân rõ ràng là cố ý cắt đứt quốc lộ 14, chặn đoàn xe tại eo núi Chu Phao và buôn làng không tên dưới chân núi để cô lập và cắt đường tiếp tế cho Kon Tum. Khi xe dẫn đầu đoàn xe vừa tới chân núi Chu Thoi, đại bác cối và các loại súng của địch từ trên đỉnh Chu Phao ồ ạt tác xạ tới tấp vào đoàn xe. Hai chiếc đầu trúng đạn bốc cháy, các xe đi sau phóng vào các rừng chồi cạnh đường để tránh tầm quan sát của các ổ tác xạ địch. Đoàn xe ở giữa và cuối quay đầu lại chờ lệnh. Nhìn lên đỉnh Chu Phao, tử thần như múa may, quay cuồng. Giữa cái âm u của núi rừng, giữa cái khét lẹt của súng đạn, viễn tưởng Kon Tum bị cô lập, chuẩn bị bước tiến quân kế tiếp của các sư đoàn Bắc quân sau khi gây tổn thất nặng cho quân ta ở Tân Cảnh. Sư đoàn 23 bộ binh quyết định phá thế địch, lệnh cho biệt động quân phải tái chiếm Chu Phao và thiết giáp phải bảo vệ đoàn xe bằng mọi giá. Nhận lệnh mặt trời, hiểu được cái căng cứng của tình thế, ngước lên đỉnh núi, lờn vờn bóng địch. Tôi quay sang người hiệu thính viên. Cậu gọi đại úy chi đoàn phó Phan Chánh Hảo gặp tôi gấp. Bravo, 51 gọi. Bravo nghe 51. Lệnh Alpha mời Bravo tới 51 họp. Nhận rõ 51. Tôi gặp Phan Chánh Hảo, cho biết một số tình hình và chỉ thị của thượng cấp. Hảo chăm chú ghi từng chỉ thị ban ra. Chi đội 3 tăng cường thêm phân đội chiến xa chỉ huy, tiến lên ngang núi Chu Thoi, hướng đại bác lên đỉnh Chu Phao, dập thẳng vào những vị trí đặt súng của địch khi chúng bắn xuống đường. Nhận rõ. Hảo lui ra và chúng tôi phóng xe và tiến hành kế hoạch tạm thời bịt miệng tiếng súng địch. Khi chiến xa chúng tôi dàn trận di chuyển vô ra khỏi vị trí, các loại hỏa lực địch từ đỉnh Chu Phao phóng xuống và vị trí chúng bị lộ. Chúng tôi dập tối đa hỏa lực đại bác và đại liên vào vị trí địch, dìm địch không ngóc đầu được. Nhờ vậy, phần đầu của đoàn xe kẹt trong rừng thưa phóng được ra đường an toàn và hướng đầu về Pleiku. Chi đội chỉ huy sau đó rút xuống phía nam căn cứ hỏa lực chừng km, án ngữ bên kia con suối. Chi đội 1 và 2 chia nhau giữ các khúc quanh nguy hiểm, chiếm các cao điểm chế ngự quanh vùng. Và sau đó, toàn chi đoàn cũng được lệnh rút sau khi đoàn công qua vượt khỏi khu vực trách nhiệm. Đỉnh Chu Phao, lúc chặn oan nghiệt, hiểm hóc, lởn vởn bóng tử thần, nhìn xuống quốc lộ 14, đại tá Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 23, lòng như lửa đốt. Đại tá Đạt,
hình ảnh con mãnh sư Sa Cơ trên vùng Tân Cảnh chờn vờn trong đầu ông. Việc động quân không chiếm lại được đỉnh Chu Pao, Lý Tòng Bá, con mãnh sư còn lại trên cao nguyên đầy khói lửa, vùng vẫy không chịu bó tay. Ông đập tay xuống bản đồ hành quân. Phải nhổ chốt Chu Pao bằng mọi giá. Bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh giao trách nhiệm nhổ chốt Chu Pao cho trung đoàn 45 bộ binh và chi đoàn 1/8 chiến xa giữ nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, đồng thời án ngữ đoạn đường từ căn cứ hỏa lực 41 tới núi Chu Pao. Được sự yểm trợ tối đa của không quân và pháo binh, bộ binh và thiết giáp đã tấn công dữ dội các chốt kiên cố của địch trên đỉnh núi. Súng đạn vang trời suốt 7 ngày đêm, các chốt ác hiểm này vẫn còn nằm nguyên trong tay địch. Những cơn gió núi vẫn thổi, sương mù vẫn giăng, những ánh sáng tinh sương và tiếng súng địch vẫn còn thách thức. Bắc quân nghĩ chắc như nêm là các chốt trên đỉnh Chu Pao là thành đồng vách sắt, bất khả xâm phạm. Sáng ngày 26 tháng 4 năm 1972, khi các chi đội bố trí xong đội hình, thì bất ngờ có lệnh triệu tập ban tham mưu chi đoàn 1/8 chiến xa, phiên họp diễn tại buôn Không Tên dưới chân núi Chu Pao. Ngoài tôi ra, trong buổi họp còn có đại tá Nguyễn Văn Trà, trung đoàn trưởng trung đoàn 45 bộ binh, ban 3 trung đoàn báo cáo lên đại tá tư lệnh sư đoàn về tình hình địch, tình hình bạn và những khó khăn mà bộ binh phải đối đầu và không vượt qua được. Đại tá Lý Tòng Bá bóp trán, ông xoay người nhìn khắp núi rừng, nhìn lên đỉnh Chu Pao. Bỗng mặt ông nghiêm lại một cách cương quyết khi ông nhìn qua tôi, và như một thứ lệnh bất ngờ từ trên trời, vị tư lệnh sư đoàn nói như đinh đóng: toàn thể gia đình tài lực 1/8 phải nhổ xong chốt Chu Pao nội trong ngày nay, không cần đợi phi pháo. Tôi choáng váng và bất ngờ. Thưa đại tá tư lệnh, nhổ bằng cách nào? Cho chiến xa leo lên đỉnh Chu Pao. Chi đoàn sẽ sử dụng con đường mòn kéo gỗ khi xưa ở hướng đông bắc Chu Pao để tiến lên đỉnh núi. Con đường không sử dụng đã lâu, nay đã ngập cây rừng, nhưng chiến xa có thể càn qua được. Địch không thể ngờ ta dùng con đường này. Anh cho anh em thám sát ngay và hành động gấp cho tôi. Sau khi nhận lệnh, tôi đờ người ra, đầu óc xoay tròn những ý nghĩ không có đáp số. Lần đầu tiên trong đời binh nghiệp với xích sắt, với chiến xa, tôi mới nghe và nhận được cái lệnh cho chiến xa leo núi tấn công địch. Cái này sách vở không dạy, binh pháp không thấy đề cập. Nếu vị tư lệnh sư đoàn không phải là đại tá Lý Tòng Bá, một sĩ quan cao cấp, kỳ cựu của binh chủng thiết giáp, đã từng du học về thiết giáp tại trường thiết giáp Sommer của Pháp và Fort Knox Hoa Kỳ, có lẽ tôi đã từ chối chấp hành cái lệnh lạ đời này và chấp nhận luôn hậu quả của việc ra tòa án quân sự. Nhưng không, tôi không có lựa chọn nào khác, tôi phải chấp hành lệnh. Người tôi như lửa bỏng, tôi về chi đoàn đích thân lựa 5 binh sĩ gan dạ và nhanh nhẹn theo tôi đi thám sát địa hình con đường chuyển quân. Thầy trò chúng tôi âm thầm như những bóng ma len lỏi trong rừng cây dưới chân núi, vòng về phía đông ngọn núi. Chúng tôi quả thật tìm ra được con đường mòn xe be kéo gỗ lúc xưa, đúng như đại tá Lý Tòng Bá đã nói. Vì chiến tranh, con đường trở thành hoang vu, không sử dụng, cỏ cây rừng mọc phủ xanh rì, nhưng chỉ là những cây non không đủ sức cản chiến xa. Con đường này cộng quân không hề biết, không hề ngờ. Bây giờ tất cả là rừng bao phủ Chu Pao như một chiếc áo xanh lục, âm u theo tháng năm dài, theo những cơn mưa đổ trút xuống rừng xanh. Từ chân núi lên đỉnh núi, không tới một cây số. Nếu là địa hình đồng bằng thì có thể không đầy 2 phút, chiến xa có thể phóng qua công sự phòng thủ địch. Nhưng ở đây, trước mặt chúng tôi là con đường mòn dốc cao đầy cây rậm, ngoằn ngoèo chữ chi, khi lên dốc có khoảng rất hẹp bên cạnh là vực sâu. Chiến xa không chạy ngay hay lệch tay lái là có nguy cơ rơi xuống vực. Sau khi thẩm sát và lượng định địa hình, chúng tôi xuống núi. Nhìn lại núi Chu Pao, một vùng rừng núi trùng điệp so vai chạy dài từ đông nam sang tây bắc theo quốc lộ 14, với đỉnh núi đầy hầm hố và các hốc đá ẩn chứa cả một tiểu đoàn Bắc quân đóng chốt để cô lập con tum. Tôi nghĩ bụng, tư lệnh sư đoàn đã mũi lao lên đỉnh núi, thì mình phải theo lao, phải chấp hành lệnh. Đến từng bước dài về lại chi đoàn, tôi cho họp toàn bộ sĩ quan để bàn kế hoạch,
đưa chiến xa M-41 leo lên núi tấn công mục tiêu. Tiếng tư lệnh sư đoàn như còn văng vẳng bên tai tôi. Phải nhổ cho xong chốt Chu Pao nổi trong ngày nay, không cần đợi phi pháo. Khi mục tiêu được chỉ định, lệnh ban ra, hầu hết các sĩ quan trong chi đoàn đều kinh ngạc về sứ mạng hiểm nghèo này. Đại úy Hảo, chi đoàn phó, phá tan bầu không khí nghẹt thở. Tại sao Alpha không từ chối cái lệnh quái ác này? Tôi trầm tĩnh nhìn hết anh em đang căng thẳng chờ câu trả lời. Xin anh em nhớ, đại tá tư lệnh sư đoàn là một sĩ quan thiết giáp lừng danh, kinh nghiệm trận mạc từ cấp nhỏ. Ông có một cái lý nào đó khi ban lệnh, chúng ta không có quyền từ chối lệnh này. Mặc dù theo tôi, trước mắt chúng ta chỉ có khoảng 20% hy vọng chiếm được mục tiêu. Anh em có ý kiến gì hay không? Sứ mệnh vô cùng nguy hiểm, hầu như bất khả thi, nên mọi người im lặng, không một ai lên tiếng. Tôi nhìn hết anh em, tôi đã mắt nhìn núi rừng và sau cùng, mắt tôi dán lên đỉnh Chu Pao, rừng thiên thúc dục, đỉnh cao thách thức, sứ mạng là máu, là lửa, là đạn, là trách nhiệm đối với tổ quốc, và có thể là niềm tự hào. Lần đầu tiên trong chiến sử, chiến xa M-41 tiến lên đỉnh núi giải quyết chiến trường. Tôi hít mạnh, buồng phổi căng ra, và cuối cùng, chính tôi chọn phương án tiến quân trong đầu, hình thành một chi đội hỗn hợp để làm mũi nhọn tấn kích mục tiêu địch. Tất cả thành phần còn lại sẽ dàn quân tập trung hỏa lực tối đa, đổ lửa vào mục tiêu để đánh lạc địch. Công tác tấn kích trên đỉnh Chu Pao cực kỳ nguy hiểm, nên thành phần tham dự ngoài xe chi đoàn trưởng, chi đội trực còn kèm theo 3 xe tình nguyện. Tất cả thành phần còn lại, chi đoàn phó, theo kế hoạch, sẽ cho chiến xa bố trí trong rừng sát phía nam quốc lộ 14 với nhiệm vụ là hướng tất cả các loại súng lên núi, tác xạ tối đa vào mục tiêu. Khi chi đội vượt tuyến tấn kích trên quốc lộ 14 để leo lên núi bằng con đường mòn. Phía sau núi Chu Thoi là một bãi lầy, chiến xa M-41 không qua được, nhưng M-113 thì không trở ngại. Tôi lệnh cho hai xe M-113 của chi đội chỉ huy vượt qua bãi lầy, nối cáp dài kéo từng chiếc M-41 qua bên này bãi, sau đó toàn bộ len lỏi trong rừng tiến về hướng đông bắc Chu Pao. Tôi chia đội hình và kế hoạch tấn công như sau. Chiến xa M-41 mang số 21 do Thượng sĩ Tôn chỉ huy dẫn đầu có nhiệm vụ dò đường, mở đường và soi đường. Khi vừa tới đỉnh, sẽ phóng chiến xa đánh thẳng tốc tới phía trước, nơi vị trí địch đặt khẩu Đại Bác 75 đi không giật, chế ngự quốc lộ 14. Chiếc kế là chiến xa chỉ huy, khi tới đỉnh sẽ đánh tràn qua hướng Tây để bảo vệ sườn cho chiến xa 21 dẫn đầu. Chiến xa thứ 3 là chiến xa M-41 mang số 11, khi tới đỉnh Chu Pao sẽ vượt qua yên ngựa, đánh thẳng về hướng Đông Bắc. Chiến xa thứ 4 là chiến xa M-41 của chi đội trưởng chi đội 2, Trung úy Chính, sẵn sàng tiếp ứng khi có lệnh. Chiến xa thứ 5 là chiến xa M-41 của Thiếu úy Chi, chi đội phó chi đội 3, khi lên đỉnh vượt qua đèo yên ngựa, cùng với chiến xa 11 mở rộng đội hình dồn địch xuống núi. Một đại đội của tiểu đoàn 4 trung đoàn 45 Tùng Thiết do đại úy Cẩm, tiểu đoàn trưởng chỉ huy sẽ bám sát chiến xa để bảo vệ và đánh cận chiến với Bắc quân. Từ tuyến xuất phát dưới chân núi, che kín bởi rừng xanh, khi chiến xa số 21 vừa băng ngang qua quốc lộ 14, thì từ những vị trí đã bố trí sẵn, đại úy Hải cho lệnh khai hỏa tối đa lên đỉnh Chu Pao. Địch không hề hay biết gì về sự chuyển quân của toán xung kích đang ầm ầm leo núi, mỗi phút một gang tấc gần về mục tiêu địch. Chiến xa chỉ huy theo sát xe dẫn đầu, để rồi từng chiếc thay nhau mất hút trong rừng cây. Là một tín đồ Công giáo, tin ở Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Maria, tôi làm dấu thánh giá lần chót để cầu xin sự bình an cho anh em trong những giây phút phải lao vào tuyến lửa trước khi đoàn xe biến mất trong màu xanh dày đặc của núi rừng. Từ giây phút này, đầu óc tôi căng thẳng, tôi quên tất cả mẹ già, gia đình, quên anh chị em, quên những người thân thương và quên đi cả bản thân mình. Trong tâm trí tôi chỉ còn lại một điều quan trọng sinh tử, phải đè bẹp địch ngay trong những phút giây đầu tiên khi phóng vào tuyến địch. Nếu không làm được chuyện này, tất cả anh em sẽ phải bỏ xác trên đỉnh Chu Pao và chiến xa sẽ vùi chôn dưới vực thẳm oan nghiệt dưới chân núi. Lối mòn lên đỉnh Chu Pao dài không tới một cây số mà hôm nay tôi tưởng nói kéo dài ra vô tận. 10 phút trôi qua mà tôi tưởng như cả đời người.
Cho đến hôm nay, hơn 30 năm trôi qua, khi nhớ lại trận đánh kỳ lạ này, tuy vẫn còn những cảm giác hãnh diện và thích thú, nhưng dường như cảm giác ớn lạnh trên tuyến đầu lửa đạn trong trận đánh vẫn còn chạy trên gáy tôi như vừa mới xảy ra trên đỉnh núi ngày nào. Nối đuôi nhau, âm thầm, trừ tiếng vang nhẹ của xích sắt, chiếc này bò theo chiếc kia, xích sắt chiếc sau lăn chính xác, in đè lên vết xích chiếc trước, bộ binh tùng thiết in vết dày lên vết chiến xa. Tất cả đều đạn lên nòng, căng cứng, cẩn trọng khi đối diện với tử thần. Tử thần là địch, tử thần là mình, tử thần là vật thẩm cận kề vết xích lăn của chiến xa, sai một ly là đi một dặm xuống đáy chân đồi. Tiếng đại bác đại điên qua lại từ dưới bắn lên, từ trên nã xuống kéo dài liên tục, nhận chìm rừng núi trong một âm thanh điên cuồng hỗn loạn. Tiếng xích sắt chuyển động của đoàn chiến xa leo núi biến mất trong tiếng đạn nổ liên hồi, chiến xa cứ bò lên, vượt thêm một đoạn nữa, tôi chợt thấy một phần của đỉnh Chu Pao, phần yên ngựa, nơi thấp nhất, nối liền mỏm núi phía đông và rặng núi phía tây, tất cả hệ thống vô tuyến đều im lặng, gương mặt chiến binh lạnh lùng trên pháo tháp, lạnh lùng theo vết chân tùng thiết, chờ đợi một cuộc xung phong tập kích quyết liệt bất ngờ vào tuyến địch. Thời tiết trên đỉnh Chu Pao còn rất lạnh, nhưng áo trận của tôi vẫn đẫm ướt mồ hôi. Đứng trong vị trí của trưởng xa, khẩu đại liên 50 đã được nối với 5 thùng đạn. Một thùng lựu đạn được tháo khỏi hộp, sẵn sàng sử dụng khi chiến xa ủi thẳng tới hầm địch. Khi đại bác và đại liên không còn hiệu quả, mà chỉ có lựu đạn và lưỡi lê. Bên phải tôi, thượng sĩ Bào thuộc phân đội chiến xa chỉ huy mặc lại, hai tay ghìm chặt khẩu đại liên 50, sẵn sàng nhả đạn. Tôi hồi hộp nhìn theo chiến xa dẫn đầu mang số 21, khoảng cách lên tới đỉnh núi một lúc một rút lại. Tim tôi muốn vỡ tung trong lồng ngực khi chiến xa đầu vừa lên khỏi dốc. Bắc quân vẫn không hay biết gì về sự có mặt của những con cua xác định mệnh trên đỉnh Chu Pao, ngay sát nách hầm hố của các chốt. Bỗng Tôn hét trong hệ thống âm thoại. Mục tiêu hướng 12 giờ, khoảng cách 50 mét, bắn. Tiếng đại bác và đại liên của xe đầu dệt thảm lửa vào mục tiêu địch. Chợt hai tiếng nổ liền nhau từ hướng 3 giờ của xe mang số 21. Nó bị khựng lại, tôi hét lớn trong máy. 21, lao thẳng vào mục tiêu, để hướng 3 giờ cho tôi thanh toán. Hai tiếng nổ tiếp theo, chiếc 21 bốc cháy. Ngay lúc đó, xe chỉ huy vượt qua chỗ đất bằng, ép qua phải, đại bác và đại liên càng quét tất cả khu vực trước mặt, cây cối thi nhau ngã rạp. Cách xe chỉ huy chừng 20 mét là khẩu đại bác 75 không giật đặt trên tảng đá cao, quay nòng về xe chỉ huy. Trong gang tấc chết sống, tôi tung hai quả lựu đạn về hướng địch, địch khai hỏa thẳng vào xe chỉ huy, đạn trúng bên hông pháo tháp. Bào bị thương, máu văng tung tóe vào mặt tôi. Tôi hét, kéo Bào vào trong, nạp thêm đạn. Tôi chụp khẩu đại liên 50, đẩy gần hai thùng đạn vào vị trí khẩu 75 ly địch. Trong nháy mắt, ba chiến xa sau vọt tới, tôi điều động gấp rút qua âm thoại. 11 vượt qua yên ngựa, tấn công hướng 3 giờ. 9 số 2 phối hợp 11 mở rộng đội hình, càng quét mục tiêu. 34 tấn công hướng trước mặt xe 21. Lệnh ra như một cái máy, các chiến xa nhận lệnh phóng ào vào mục tiêu và hướng chỉ định. Lúc này, ta và địch sát nhau, có chỗ địch kẹt dưới hầm, chiến xa cắn lên trên, có nơi địch và ta cài răng lược. Cận chiến, đại bác đại liên trở thành vô dụng, lựu đạn được dùng tối đa, địch bám chốt cả một tiểu đoàn. Quân số quá đông, địa thế lại chật hẹp, khó xoay trở, mình tung lựu đạn xuống, địch tung lựu đạn lên, tôi chụp máy hét. Cẩm, cho con cái nhào vô tiếp sức gấp. Liền đó, đại đội tùng thiết của đại úy Cẩm từ mé rừng tràn vào hai hướng tấn công của chiến xa và một trận đánh cận chiến vô cùng hào hùng và ác liệt đã diễn ra. Lưỡi lê tuốt trần, lựu đạn nổ khắp nơi. Ta và địch quyện nhau trong trận tử chiến kinh người ngay trên đỉnh Chu Pao. Có bộ binh yểm trợ, trung úy chính, chi đội trưởng, chi đội 2 tức tốc dẫn hai chiến xa tràn qua mỏm bên kia của yên ngựa, nơi mà trước đó bộ binh sau gần một tuần quần thảo với Bắc quân đã không chiếm được. Giờ này chiến xa và bộ binh đang cày nát từng công sự phòng thủ của địch.
Cùng lúc đó tại Yên Ngựa, chiến xa đã ủi sập một số hầm chữ A chống phi pháo của Bắc quân. Một số chết chôn tại hầm, một số còn sống không còn chỗ trú ẩn. Tàn quân địch thoát chạy xuống triền phía bắc của núi Chu Pao, liều mạng chống trả bằng B-40, B-41 và lựu đạn, nhưng cuối cùng đã bị đánh bật khỏi vị trí, bỏ của, bỏ vũ khí và xác đồng chí để chạy lấy người. Trong đời binh nghiệp, chưa bao giờ tôi được chứng kiến và trực tiếp tham dự một trận đánh tuyệt vời của sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ binh và thiết giáp như lần này. Chiêu nhị thất, bộ binh thiết giáp đã san bằng các chốt địch trên đỉnh Chu Pao, điều mà các tướng Bắc quân đã bàng hoàng và không bao giờ nghĩ tới. Làm sao có sĩ quan nào trong binh sự nghĩ tới chuyện dùng chiến xa leo lên núi phá chốt địch? Đứng trên đỉnh núi, tôi ngẩng mặt nhìn trời, thầm nghĩ, chiến công này là của tất cả anh em, là niềm vui của chi đoàn 1/8, là niềm tự hào của quân lực, của sư đoàn 23 và của tôi. Nhưng rồi những vết máu của thượng sĩ Bào khô lại trên mặt, trên áo chiến của tôi đã làm tôi đau xót về những thương vong mất mát của thuộc cấp, của anh em thiết kỵ cũng như bộ binh trên đỉnh Chu Pao oan nghiệt mà suốt đời tôi cũng không thể nào quên. Lòng tự hào trong tôi, người đánh tác chiến vừa hoàn thành nhiệm vụ khó khăn được thượng cấp ủy thác, bị nguội lạnh và vơi đi. Chiến thắng nhổ nguyên một tiểu đoàn Bắc quân đóng chốt trên đỉnh Chu Pao đã giữ cho con tâm sống, đã làm cho buồn ngực của anh em thiết kỵ và sư đoàn 23 bộ binh căng phòng niềm tự tin và tự hào, và điều này một phần đóng góp cho chiến thắng trong trận ác chiến giải tỏa con tâm sau này. Sau khi báo cáo kết quả trận đánh lên sư đoàn, đại tá tư lệnh chỉ thị cho tiểu đoàn 4 trung đoàn 45 bộ binh ở lại giữ đồi Chu Pao, chi đoàn 1/8 chiến xa rút về Pleiku để nhận tiếp tế, và vài ngày sau đó lại nhận lệnh di chuyển lên Kon Tum để rồi trở thành đơn vị thiết kỵ duy nhất có mặt trong các trận ác chiến giải vây thành phố này. Chiếc trực thăng tư lệnh sư đoàn quần trên vòm trời chiến địa, đỉnh Chu Pao đã im tiếng súng, cờ vàng ba sọc phất phới trong gió, trên mỏm đá mà trước đó mấy giờ 75 ly không giật của Bắc quân còn uy hiếp quốc lộ 14. Đại tá tư lệnh Lý Tòng Bá gửi qua âm thoại lời khen và chúc mừng anh em. Từ trực thăng, ông nhìn xuống những mỏm đá tử thần trên đỉnh Chu Pao, niềm tự hào về cánh quân thiết kỵ của chi đoàn 1/8 tràn ngập tim ông. Ông nghĩ đến cái lệnh ban đầu phải nhổ chốt Chu Pao bằng mọi giá, và anh em đã hoàn thành sứ mệnh trong một trận đánh tuyệt vời trong chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói như để mình ông nghe. Chú Vinh, gia đình tài lực của chú, số 1. Lê Quang Vinh.